có đuôi theo anh. Hai thằng chạy series, mặc áo màu đen, đội mũ bảo hiểm màu đen. Cho một đen đá mang đi. Chú ý, đuôi là có thật nhá. Chìa khóa đây cậu. Xe tôi ngon lành, cậu đi nhớ cho cẩn thận nha. Yên tâm, bọn lại chạy cẩn thận lắm, không phải lo đâu. Biết đâu được. Mệt bà quá. Hàng đã ra. Ok. Alo. Tôi tới rồi đấy. Cứ vào quán trước đi. Alo. Này, bọn kia trọ ở đâu? Alo, anh ạ. Dạ, bọn nó định sắm hay làm, nhưng mà em phát hiện bọn phòng mình đang theo dõi chúng nó. Dạ. Vâng, em hiểu rồi. Dạ. Này, việc kia sáng mai hoãn nhé. Đợi lúc nào có lệnh mới rồi hãy làm. Được rồi, tiền lát nữa tao chuyển. Thế nhá. Sau vụ này kiểu gì em tăng cân sếp ạ. Thật mà như em thích lắm. Ăn như này làm quần quật như vậy tăng cân thế nào được. Vào đi. Rồi, em mời sếp ạ. Bọn chúng đã bám theo anh chiều mấy ngày nay. Muốn bắn thì cũng đã bắn rồi. Em nghĩ có khả năng bọn chúng sẽ dàn cảnh để gây tai nạn. Hay là ta tạo ra một cái cớ gì đó rồi múc luôn. Chứ chờ bắt giả như thế này, lỡ xảy ra chuyện gì thì chết. Cái này em tính rồi anh ạ. Chỉ cần chúng tiếp cận xe gần em sẽ thoát ly xe ngay. Chứ bắt non quá, xe không ra thẳng đứng sau anh ạ. Nhưng mà mày có tự tin né được đòn của bọn chúng không? Biết được âm mưu của tụi nó, nhưng mà đừng có quá chủ quan. Thao tác mà không chính xác là tan nát đó nha mày. Sợ gì? Chỉ cần chúng nó có động thái lao vào anh Triều là em vẩy ngay. Yeah. Ghê quá. Thật mà, mọi người biết trình độ bắn súng của em là gì? Bắn toàn trượt. Anh em đồng khởi nào. Yo.